từ cuối của động tác 1 như thế này. Chúng ta thả lỏng cơ thể hơi trùng đầu gối, hơi uốn hông ra phía trước thành hình như thế này. Hai tay tròn như thế này. Bản đồ Việt Nam mà. Sau đó chuyển trọng tâm ra phía trước, uốn cơ thể theo hình kinh mạch, từ từ hít vào bằng mũi. Lên đây. Hai tay tròn này, như kiểu anh muốn ôm cả đất ấy. Giữ hơi bên trong cơ thể, thả lỏng hạ xuống đan điền như thế này. Lúc này đan điền có áp lực của khí. Bắt đầu chuyển trọng tâm ra phía trước, từ từ đứng thẳng cơ thể lên, thở ra bằng mồm nhẹ nhẹ. Như kiểu con chim mà nó bay lên ý. Bay lên. Mình cởi trần là để các bạn quan sát thật kỹ cái sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Cuộc sống là cốt lõi của tất cả các loại dưỡng sinh khí công luôn. Cuộc sống mà không chuẩn, vứt hết. Chúc các bạn ngày vui.